Minh đường tử vi hoan Hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tức, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành nghiên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày bính thân, tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, canh dần, nhâm dần, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất và nhâm thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày gồm có sao tốt, sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, Tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao thang long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày cũng có gồm sao cửu không kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao cô thần xấu đối với cưới hỏi, sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hị thần hướng tây nam, tài thần hướng chính đông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020, mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ, cho nên bạn đang có được cái vận quý nhân dẫn đường trị lối, nhờ thế mà bà tuổi Tý nhanh chóng tìm được người thực sự yêu thương và chia chở cho mình giữa bao lựa chọn khác nhau. Tình cảm giữa hai người tiến triển nhanh chóng, tin vui tới tấp báo về. Trong ngày này, đối với người có đôi có cặp, sẽ có quyết định nâng cấp mối quan hệ lên mức cao hơn và chọn ngày này để cùng về ra mắt hai bên gia đình rất chi là tốt nữa bạn tuổi tí. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này mang theo tin tức chẳng mấy được vui với bạn tuổi Tý khi tiền bạc trong ngày chi tiêu khá chi là nhiều. Và với bạn tuổi Tý sẽ cảm thấy trông tranh khi túi tiền của mình nhẹ hẳn đi so với mọi khi bạn thiếu tự tin khi túi tiền của mình chẳng đủ tiêu về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tiền bạc tiêu tốn nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình cảm thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình yêu đến bất ngờ có thể gắn bó bên nhau tử vi tuổi canh tý thuộc thổ hại tỉnh táo để chọn người phù hợp với mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tiền bạc túng thiếu dễ lâm vào cạnh nợ nần Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Sửu, chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu, bạn đang cảm thấy thất vọng vì những biểu hiện của đối phương. Bạn nghĩ rằng người ấy có thể chu đáo quan tâm mình hơn một chút, nhưng dường như người ấy vô tâm, chẳng hề để ý tới bạn ngày này đối với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày thổ sinh xuất cho kim, bạn đã quên với việc chăm sóc đối phương nhưng người ấy thì có vĩa chỉ quên với việc nhận mà chẳng biết phải cho đi. Điều đó không khỏi khiến cho những bạn tuổi Sửu cảm thấy chạnh lòng. Và với bạn tuổi Sửu, bạn hãy thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình với đối phương. Có thể người ấy vô tâm thực sự nên chẳng để ý tới bạn còn với người ích kỷ bạn có thể tự đưa ra lựa chọn riêng cho mình để không thấy buồn tụi nữa và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình cảm cần được vun đắp từ hai phía tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy buồn bã và tổn thương vì không được quan tâm tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa cần thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đừng mặc định yêu nhau vì phải hiểu được hết mọi điều tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc chớ nên giữ những bất mãn mãi mãi ở trong lòng và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi dần thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi dần sẽ phải gặp sự phản đối gay gắt từ phía gia đình, người thân đối với chuyện tình cảm của mình. Và bạn tuổi dần không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở nên xấu đến như vậy. Ngày này với bạn tuổi dần, may là đang gặp được ngày cố thực thần chiếu mệnh bù đắp lại cho bạn đang có nỗi buồn về tình cảm là sự may mắn trong chuyện tiền bạc cho bạn trong ngày hôm nay. Bạn tuổi dần, bạn có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng chỉ trong một ngày. Cái chuyện làm ăn kinh doanh với bạn tuổi dần đang trên đà phát đạt mở rộng quy mô tới không ngờ. Chính cái điều này cũng làm cho bạn tuổi dần đôi khi cảm thấy choáng ngợp về những gì mình đã làm được và không thể tin nổi vào sự may mắn của mình đang có. Và đặc biệt trong ngày này với bạn tuổi dần đang có được sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao thiên đức hợp, sao thiên hỷ, sao thiên phú, sao tam hợp, sao hoàng ân, chính cái điều này làm cho vận trình của bạn tuổi dần xuất hành thì được thuận lợi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng đều rất chi là tốt. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tình cảm bất lợi, dễ bị phản đối, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, có nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, trong ngày này bạn bận rộn, nhưng chẳng thiếu tiền tiêu, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, hạnh phúc có vẻ vẫn nằm xa tầm với, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, hãy tập trung vào phát triển chuyện kinh doanh. vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão, có vẻ sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn bất đồng trong gia đình khi với bà tuổi mão đang gặp ngày kim mộc tương khắc có những chuyện bạn thấy là bình thường nhưng với người khác lại là bất thường khác biệt về quan điểm gây ra sự tranh cãi không ai chịu bình tĩnh ngồi xuống để lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình cho nên mới gây ra những hiệu lầm đáng tiếc Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, nếu bạn còn không dỡ bộ những định kín về tình cảm thì có thể để lỡ nhiều mối nhân duyên tốt đẹp đến với mình. Và bạn tuổi mạo đừng có nghĩ rằng ai cũng có một người luôn chờ đợi mình khi mà một mực từ chối đối phương. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cần học cách lắng nghe hơn là tranh cãi, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đừng quá căng thẳng trong mọi vấn đề, tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ gia đạo bất an, mâu thuẫn nảy sinh, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần học cách sống bao dung và tha thứ, tử vi tuổi quý mão thuộc kim đừng đòi hỏi sự hoàn hảo trong cuộc sống. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang cảm thấy vô cùng là hạnh phúc khi được người ấy gật đầu đồng ý sau bao cố gắng và nỗ lực để chứng minh tình cảm của mình thì người ấy cũng đã hiểu được lòng bạn. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn nâng đỡ cho bạn cho nên với bạn tuổi thìn đang có được cuộc sống gia đình trở nên dễ thở hơn khi các thành viên biết chia sẻ và quan tâm lẫn nhau không quản sự ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình mà là sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau bên cạnh đó trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tuổi thìn cần đề phòng trước những lời đường mật, nịnh bợ bởi có kẻ tiểu nhân đang tìm cách để lấy tiền của bạn, nguy cơ mất mát và cho vay mượn, đầu tư không đúng chỗ trong ngày hôm nay với bà Tử thìn là rất lớn. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có nguy cơ mất tiền hao của, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hạnh phúc với những gì mình đang có, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần nghiêm túc nhìn nhận sai lầm, tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tin tưởng không đúng chỗ, dẫn đến họa mất tiền, Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, chớ để mình mù quáng mà đánh mất phương hướng. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ có thể cần phải mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu cho bản thân và cho đối phương thêm cơ hội để được hạnh phúc. Và ngày này đối với bạn tuổi tỵ cũng đang có được báo hiệu bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp mang lại cho bạn nhiều điều tốt đẹp về tình cảm. Và với bạn tuổi tỵ đừng có từ chối tình yêu vì nghĩ rằng quản thứ tốt đẹp hơn đang chờ bạn ở phía trước. Bạn cần phải hiểu có những thứ đã qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại. Người thực lòng yêu thương mình chẳng có được bao nhiêu. Và ngày này, bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Nhắc nhở bạn mệnh tuổi tỵ cũng cần phải tập trung để kiếm tiền trong ngày hôm nay. May mắn về tài lộc được khởi vượng bạn chỉ cần bớt chút thời gian rảnh là bạn có thể kiếm được số tiền kha khá trong ngày hôm nay. Đặc biệt, trong ngày này với bạn tuổi tỵ cái việc xuất hành thì gặp nhiều may mắn, gia đạo có tin vui, đi xa có người giúp đỡ, công việc được thuận lợi, tài lộc được tăng tín. Và bạn cũng cần phải chú ý nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm vận may cho mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tiền bạc được dồi dào, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình yêu đến gõ cửa trái tim. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cần phải đón nhận tình yêu ngay khi có thể. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim đừng mãi từ chối hạnh phúc và đẩy nó ra xa. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chính bạn phải là người thay đổi sau những thất bại. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh cho nên bạn tuổi ngọ có được tài chính vững vàng không cần phải Cần đô đong đếm quá nhiều. Và bạn tuổi ngọ, nếu thực sự thích món đồ gì thì bạn có thể chiều lòng bản thân, tuy nhiên không nên phung phí quá đà. Trong ngày này, đối với bà tuổi ngọ, cũng đang gặp ngày có kim họa xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang có điểm báo, có những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên cần phải bình tĩnh để hiểu lý lẽ của nhau. Tình yêu không có nghĩa là thấu hiểu, mà hai bạn phải tự ý thức được điều này. Trong vận trình ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi ngọ, những bạn đang còn độc thân có thể sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn chỉ muốn dành cả ngày nằm dài hưởng thụ hoặc là đi cà phê vui vẻ bên bạn bè, ngại ngùng cho những buổi hẹn hò nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tài chính được vững vàng không lo túng thiếu tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có nhiều nỗi lo lắng về tình duyên lâu dài tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên hiểu và thông cảm cho nhau tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng phung phí tiền bạc thái quá vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đang có báo hiệu sẽ gặp nhiều điều bất ngờ. Tiếc rằng đó chẳng phải là nhân duyên vui với bạn. Bạn mệnh cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình, với lựa chọn mình đã đưa ra. Ngày này với bà tuổi mùi đang gặp ngày có thổ sinh xuất chua kim, bạn đã quên với việc nhường nhịn, hy sinh cho người khác mà không ý thức được rằng việc đó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn mất đi nhiều màu sắc so với người khác. Tình yêu chẳng những không được thăng hoa mà còn có nguy cơ trở thành chiếc vòng kìm kẹp khiến cho bạn mạnh tuổi mùi không thể phát huy được hết mọi thế mạnh của bản thân mình. Bạn cần phải học cách từ bỏ khi đã hết duyên. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim trở nên mù quáng khiến mình phải chịu khổ, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, tình cảm, nên đến từ hai phía, tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, yêu thương không có nghĩa là hy sinh bản thân, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, bạn có thể chọn yêu theo cách hoàn toàn khác, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên trân trọng chính bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn: số 3, số 8. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: màu nâu, màu cam. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang có được báo hiệu sẽ đốn nhiều tài lộc về tay mình khi bạn đang gặp được ngày có kim khí cực vượng. Vận may về tài chính, sự ấm cõi lòng của bạn sau nhiều thất bại trước đó Đôi khi chính bản thân của bạn tuổi thân cũng không thể tin vào những sự may mắn mà mình đang có được. Và với bà tuổi thân, hãy bước vượng trải từng bước một, đừng có tham lam mà dốc hết mọi sức mình, mọi thứ cho vào một canh bạc. Ngày hôm nay với bà tuổi thân, bạn cũng nên lợi dụng tài khí đang vượng để tiến hành công việc kinh doanh khởi nghiệp hay là mở rộng quy mô làm ăn sẽ rất thuận lợi cho bạn. Bạn mệnh hãy lên kế hoạch trước cho từng hành động của mình, Chớ nên bốc đồng, bộp giật. Và đặc biệt, trong ngày này đối với bà tuổi thân, xuất hành thì có được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, gặp mọi điều, mọi điều tốt lành, tài lộc được tăng tín và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiền bạc ùn ùn kéo về nhà tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa kinh doanh buôn bán phát đạt ngoài tưởng tượng tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có nhiều may mắn trong chuyện làm ăn tử vi tuổi canh thân thuộc mộc kiếm tiền dễ như trở bàn tay tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim dễ dàng tìm được cơ hội phát tài phát lộc và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang có được báo hiệu đây sẽ là khoảng thời gian vui vẻ bên những người thân yêu của mình khi mà bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày Dậu thân tương hội trao cho bạn mệnh may mắn trong chuyện tình cảm lứa đôi ngày này đối với bà tuổi Dậu bạn thích cảm giác có một ngày êm ấm bên người thân bạn chẳng cần nhiều hơn chỉ như thế lâu thôi là đủ gia đình mang lại cho bạn cảm giác an toàn thư thái chẳng ai có thể tạo ra được nhưng trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim khí vượng đây lại là dấu hiệu cho thấy bản mệnh tuổi dậu cần phải lưu ý để không mắc phải các căn bệnh về phổi hay là về đường hô hấp và bạn tuổi dậu trong ngày này, sức khỏe của bạn có phần suy yếu, sức đề khám giảm sút. Bạn cần phải tìm cách để tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cho mình, cũng như là ăn uống đảm bảo, ngủ nghỉ đầy đủ. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, sức khỏe sa sút, dễ ốm đau bệnh tật. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa rực rỡ thiêu tháng năm. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, có thời gian thư giãn bên gia đình, người thân, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cần phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim có những kỷ niệm ngọt ngào khó quên. Vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội nâng đỡ cho nên bạn tuổi tuất có được sự bình tĩnh và sáng suốt hơn trong những quyết định của mình bạn không để cho tình cảm chi phối quá nhiều thứ cần phải dứt bỏ thì vẫn phải dứt bỏ như là khối u càng để lâu càng nguy hiểm càng gây nhiều đau đớn cho bạn và bạn tuổi tuất cần phải quyết tâm để không lùi bước dù biết tổn thương là điều không thể tránh khỏi với bạn Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thiên quan nhập mệnh, báo hiệu cho bạn tuổi Tuất đang có chuyện xui xỉu và bạn tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải do bị tiểu nhân ngáng trở, tiền bạc có thể bị lừa gạt vì bạn tuổi Tuất không đủ kiến thức và đã vội tin người thái có. Cuối năm rồi, đây là thời điểm khó kiếm tiền, vì vậy bạn nên biết cách chi tiêu tiền cho hợp lý. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa tình cảm mất mát có khi lại là chuyện tốt từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ tiền bạc hao tổn tin tự người thái có từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc điểm báo hao tiền tốn lộc từ vi tuổi canh tuất thuộc kim cần tịnh táo bình tĩnh và sáng suốt từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy chớ nên quyết định mọi thứ quá mức vội vàng và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, cho nên với bà tuổi hợi nên tránh xa những người chuyên làm cho mình bị tổn thương, đừng để cái mát tình cảm khiến cho bạn trở nên mù quáng và để mặc người người khác chà đạp lên mình. Trong ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, Chưa thấy lúc cần quyết đoán bạn vẫn nên quyết đoán điển hình là chuyện làm ăn trong ngày này là điều rất suôn sẻ và thuận lợi cho bạn mệnh để nắm bắt được thời cơ đúng lúc, đúng chỗ. Và với bạn tuổi hợi hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình, có thể trong ngày này sẽ khá bận rộn nhưng bù lại thì số tiền mà bạn kiếm được là không hề nhỏ chút nào Có thể sẽ mệt mỏi một chút Nhưng cần phải Cầm tiền được trong tay Thì bao mệt mỏi của bạn Đều tan biến hết Ngày này với bạn tuổi hợi Trong ngày rất tốt cho việc cầu tài lộc Khai trương, mở kho Xuất hành, di chuyển Giao dịch, mua bán Hay là ký kết hợp đồng Và với bạn tuổi hợi Đừng quên hãy xuất hành Theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Đông để gặp nhiều may mắn với mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm mù quáng dẫn đến nhiều sai lầm. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiền bạc kiếm được rụng rỉnh thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc may mắn về tiền bạc nhưng chẳng may về tình cảm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cần dứt bỏ những thứ không phù hợp với mình tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy mạnh dạn làm điều mình cho là đúng và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.